Dạ, mình chào quý bà con và các bạn đến với kênh Liên Nguyễn nha. Hôm nay tiếp tục đến với nhà vườn chị Thượng, mình giao lưu phôi hoa giấy nha. Hôm nay có những cái phôi cũng dáng khá đẹp nha bà con. Sau đây mời bà con và các bạn cùng giao lưu chi tiết với nhà vườn. Mình từ chị. Mến chào Liên và chào tất cả anh em ha. Cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ mình những clip vừa qua. Mong anh em thương mà tiếp tục ủng hộ cho nhà vườn một cái lô phôi mini. Hôm nay mình giao lưu cái cây đầu lai ha. Cây đầu lai này nó cũng không có gì, nó cũng bình thường, nhưng mà nó có cái phạm cái lỗi xíu nhẹ ở đây là cái bị cái da nó chút xíu thôi. Mình thanh lý giá 150 ha, cây đầu lai ha. Mình bao sống bao xếp luôn ạ. À, giá mình báo lên đây mình đã bao xếp toàn quốc rồi, mong anh em thương mà ủng hộ cho nhà vườn mình ạ. Vạch nó là 27 ạ. À, tổng cao của nó là 77 ạ. Đế cao của nó là 43. Giá của nó là 150 ạ. Rồi tiếp theo là cái mã số 1 ạ. Cái mã số 1 giá 150 ạ. Mình luôn luôn lúc nào cũng trực máy nha, mong anh em ủng hộ thì cứ tiếp tục gọi ha, bất cứ giờ nào cũng được hết trơn, mình cũng nghe cuộc gọi nha mấy em, cứ gọi mấy anh em cứ gọi đi chứ đừng có ngại nha, ngại là mình bị ê sắc ế. Rồi cái mã số 1 này giá 150, Thông số chưa cứ gọi báo. thoải mái nha. Cái quạnh của nó là 23, cao của nó là 68, đế cao của nó là 40. Mã số 1, tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 giá có 150 ạ. Anh em cứ gọi thoải mái ngay bất cứ giờ nào. Vành của nó là 26 ạ. Cao là 50 ạ. Bé cao là 38 ạ, giá 150 cho mã số 2 ạ. Tiếp theo là cái mã số 3 ạ. Cái mã số 3 này giá 100 ạ. Vạch nó là 23 ạ. Cao là 54 ạ. Đế cao là 37 ạ. Tiếp theo là cái mã số 4 ạ. Mã số 4 này giá 140 ạ. Cái hoành của nó vị trí này là 25 ạ. Cao là 59 ạ. Đế cao là 39 ạ. Tiếp theo là cái mã số 5 ạ. Mã số 5 này giá 150 ạ. Cái này giờ mình trồng đổ được nha. Giá 150 cho cái mã số 5 ạ. Cái hoành của nó vị trí này là 25 ạ. Cao là 50 ạ. Đế cao là 36 ạ. Rồi mình giao lưu cây trên cổng rào luôn, hay cũng dán đổ luôn, cây đó giá 140 ạ. Cây cổng rào 140, Ừ, anh không có em nào mã có số. hợp nhãn thì inbox của mình ha. Cây đó không có mã số. Tiếp theo là cái mã số 6 ạ. Cây này giá 130. Cái hoành của nó là 21 ạ. Cao 68 ạ. Đế cao 40 ạ. Tiếp theo là cái mã số 7 ạ. Cái mã số 7 này giá 130 ạ. Cái hoành của nó là 19 ạ. Cao là 74 ạ. Đế cao 43. Tiếp theo là mã số 8 ạ. Mã số 8 là giá 100 ạ. Cái hoành của nó vị trí này là 21 ạ. Cao 58 ạ. Đế cao 38 ạ. Tiếp theo là cái mã số 9 ạ. Mã số 9 100 ạ. Vành của nó là 20 ạ. Cao 58 ạ. Đế cao là 40 ạ. Tiếp theo là cái mã số 10 ạ. Cái mã số 10 này giá 120 ạ. Cái vành của nó vị trí này là 22 ạ. Cao 55 ạ. Đế cao 35 ạ. Tiếp theo là mã 11 ạ. Mã 11 120 ạ. Hoành của nó là 23 ạ. Cao là 69 ạ. Đế cao là 40 ạ. Tiếp theo là mã 12 ạ. Mã 12 này giá 130 ạ. Cây đế đặc luôn ha. Hoành của nó là 25 ạ. Cao là 52 ạ.
Đế cao là 28 ạ. Tiếp theo là cái mã 13. Mã 13 này giá 130 ạ. Quạnh nó vị trí này là 23 ạ. Tổng cao là 61 ạ. Đế cao 36 ạ. Tiếp theo là cái mã 14 ạ. Cái mã 14 này giá 130 ạ. Mô Phật. Quạnh của nó là 25 ạ. Cao 60 ạ. Đế cao 37 ạ. Tiếp theo là cái mã 15 ạ. Mã 15 là giá 100 ạ. Quạnh của nó là 20 ạ. Cao là 60 ạ. Đế cao là 39 ạ. Tiếp theo là cái mã 16 ạ. Mã 16 là giá 130 ạ. Quạnh của nó dự kiến thì là 21 ạ. Cao 67 ạ. Đế cao 38 ạ. Tiếp theo là cái mã 17 ạ. Mã 17 giá 100 ạ. Quạnh của nó 19 ạ. Tổng cao 73 ạ. Đế cao 38 ạ. Tiếp theo là cái mã 18 ạ. Mã 18 là giá 130 ạ. Quạnh của nó là 20 ạ. Cao là 54 ạ. Đế cao là 35 ạ. Tiếp theo là cái mã 19 ạ. Mã 19 thì giá 100 ạ. Quạnh của nó là 24 ạ. Cao là 60 ạ. Đế cao 38 ạ. Tiếp theo là cái mã 20 ạ. Cái mã 20 này giá 120 ạ. Trên này còn có nó 17 ạ. Cao 52 ạ. Đế cao 34 ạ. Tiếp theo là cái mã 21 ạ. 21 là giá 150 ạ. Quạnh của nó vị trí này 22 ạ. Cao 55 ạ. Đế cao 36 ạ. Tiếp theo là cái mã 22 ạ. Mã 22 là giá 120 ạ. Quạnh của nó là 22 ạ. Cao 52 ạ. Đế cao 36 ạ. Tiếp theo là cái mã 23 ạ. Mã 23 giá 130 ạ. Quạnh ở vị trí này 18 ạ. Tổng cao 53 ạ. Đế cao 36 ạ. Tiếp theo là cái mã 24 ạ. Mã 24 này giá 140 ạ. Cái này quạnh của nó vị trí này là 24 ạ. Cao 55 ạ. Đế cao 33 ạ. Tiếp theo là cái mã 25 ạ. Mô Phật. Mã 25 là giá 100 ạ. Cái này quạnh vị trí này 18 ạ. Cao 70 ạ. Đế cao 35 ạ. Giá 100 cái mã 25 ạ. Tiếp theo là cái mã 26 ạ. Cái mã 26 này giá cũng 100 ạ. Quạnh của nó vị trí này 19 ạ. Cao 79 ạ. Đế cao 35 ạ. Giá 100 ạ. Tiếp theo là cái mã 27 ạ. Mã 27 này giá 90 ạ. Quạnh của nó vị trí này 18 ạ. Tổng cao 73 ạ. Đế cao 35 ạ. Tiếp theo là cái mã 28 ạ. Mã 28 100 ạ.
Cái hoành của nó là 20 ạ. Cao là 70 ạ. Bé cao 38 ạ. Tiếp theo là cái mã 29 ạ. Cái mã 29 thì giá 100 ạ. Hoành của nó là 22 ạ. Cao 79 ạ. Bé cao 42 ạ. Tiếp theo là cái mã 30 ạ. Cái mã 30 này 100 ạ. Mã 30 này hoành 23 ạ. Cao 57 ạ. Bé cao 36 ạ. Tiếp theo là cái mã 31 ạ. Mã 31 là giá 130 ạ. Cái hoành vị trí này là 24 ạ. Tổng cao là 55 ạ. Đế cao 39 ạ. Tiếp theo là cái mã 32 ạ. Mã 32 này giá 130 ạ. Cái hoành vị trí này là 25 ạ. Cao là 65 ạ. Đế cao 38 ạ. Tiếp theo là cái mã 33 ạ. Mã 33 này giá cũng 130 ạ. Hoành của nó vị trí là 19 ạ. Cao là 58 ạ. Đế cao 37 ạ. Tiếp theo là cái mã 34 ạ. Mã 34 thì giá 130 ạ. Hoành của nó là 21 ạ. Cao 56 ạ. Đế cao 35 ạ. 130 cho cái mã 34 ạ. Tiếp theo là cái mã 35 ạ. Mã 35 là giá 160 ạ. Hoành của nó vị trí này 23 ạ. Cao của nó là 69 ạ. Đế cao 39 ạ. Rồi tiếp theo là mã 36 ạ. Mã 36 là 100 ạ. Hoành vị trí này 17 ạ. Cao 53 ạ. Đế cao 32 ạ. Giá 100 ạ. Tiếp theo cái mã 37 ạ. Mã 37 này giá 130 ạ. Hoành của nó là 22 ạ. Cao 55 ạ. Đế cao 42 ạ. Tiếp theo là cái mã 38 ạ. Mã 38 là giá 130 ạ. Hoành vị trí này là 25 ạ. Cao là 49 ạ. Đế cao 35 ạ. Tiếp theo là cái mã 39 ạ. Mã 39 thì giá 100 ạ. Cái hoành của nó vị trí này 20 ạ. Cao 55 ạ. Đế cao 34 ạ. Tiếp theo cái mã 40 ạ. Cái mã 40 100 ạ. Cái hoành của nó vị trí này 21 ạ. Cao 56 ạ. Đế cao 42 ạ. Tiếp theo cái mã 41 ạ. Mã 41 thì giá 130 ạ. Cái này hoành vị trí này là 22 ạ. Tổng cao 85 ạ. Đế cao 36 ạ. Tiếp theo là cái mã 42 ạ. Mã 42 này giá 100 ạ. Cái này hoành 18 ạ. Cao là 56 ạ. Đế cao 37 ạ. Giá 100 ạ. Tiếp theo cái mã 43 ạ. Mã 43 là giá 100 ạ. Cái hoành vị trí này là 21 ạ. Cao 58 ạ. Đế cao 34 ạ. Giá 100 ạ. Tiếp theo cái mã 44 ạ. Cái mã 44 là giá 100 ạ.
Cái hoành của nó vị trí này 22 ạ. Tổng cao 52 ạ. Đế cao 37 ạ. Tiếp theo là cái mã 45 ạ. Mã 45 giá 100 ạ. Hoành của nó vị trí này 21 ạ. Tổng cao 61 ạ. Đế cao 39 thì giá 100 ạ. Tiếp theo cái mã 46 ạ. Cái mã 46 là giá 100 ạ. Cái hoành ở vị trí này là 19 ạ. Tổng cao 55 ạ. Đế cao 38 ạ, giá 100 ạ. Tiếp theo cái mã 47 ạ. Cái mã 47 này giá 130 ạ. Cái này hoành của nó vị trí này 18 ạ. Cao 67 ạ. Đế cao 38 ạ. Giá 130 cho mã 47 ạ. Tiếp theo là cái mã 48 ạ. Cái mã 48 100 ạ. Cái hoành vị trí này là 20 ạ. Cao 61 ạ. Đế cao 40 ạ. Tiếp theo cái mã 49 ạ. Cái mã 49 này giá 130 ạ. Cây này hoành của nó vị trí này là 25 ạ. Tổng cao của nó là 56 ạ. Đế cao 33 ạ. Tiếp theo là cái mã 50 ạ. Cái mã 50 này giá 140 ạ. Hoành của nó vị trí này là 19 ạ. Tổng cao là 62 ạ. Đế cao là 40 ạ. Giá 140 ạ. Tiếp theo là cái mã 51 ạ. Cái mã 51 này là giá 100 ạ. Hoành của nó là 22 ạ. Cao 56 ạ. Đế cao 33 ạ. Tiếp theo là cái mã 52 ạ. Mã 52 là giá 100 ạ. Hoành của nó vị trí này là 21 ạ. Tổng cao của nó là 70 ạ. Đế cao của nó là 39 ạ. Tiếp theo cái mã 53 ạ. Cái mã 53 này giá 140 ạ. Cái này hoành của nó vị trí này là 24 ạ. Tổng cao là 70 ạ. Đế cao là 35 ạ, giá 140 ạ. Tiếp theo là cái mã 54 ạ. Mã 54 này giá 100 ạ. Cây này nó có đeo ở trên này ha, giống như mẹ cõng con nha. Hoành của nó là 22 ạ. Cao là 50 ạ. Đế cao là 33, giá 100 ạ. Chăm cho cái mã 54 ạ. Tiếp theo là cái mã 55 ạ. Cái mã 55 này giá 140 ạ. Cây này hoành của nó vị trí này là 25 ạ. Cao là 59 ạ. Đế cao là 33 ạ. Tiếp theo là cái mã 56 ạ. Cái mã 56 này giá có 140 ạ. Hoành của nó vị trí này là 20 ạ. Cao là 78 ạ. Đế cao 35 ạ. Tiếp theo là cái mã 57 ạ. Cái mã 57 của 100 ạ. Hoành 21 ạ. Cao 68 ạ. Đế cao 31 ạ. Giá 100 ạ. Tiếp theo là cái mã 58 ạ. Cái mã 58 này giá cũng 100 ạ. Hoành nó vị trí này là 22 ạ. Cao 58 ạ. Đế cao 38 ạ. Tiếp theo cái mã 59 ạ. Mã 59 này giá cũng 100 ạ. Hoành của nó là 20 ạ. Cao là 60 ạ. Đế cao là 33 ạ. Tiếp theo là cái mã 60 ạ.
Má 60 này giá cũng 100 ạ. Cái hoành của nó vị trí này là 22 ạ. Cao là 63 ạ. Đế cao là 36 ạ. Tiếp theo là cái mã 61 ạ. Mã 61 này giá cũng 100 ạ. Cái hoành của nó vị trí này là 20 ạ. Cao là 60 ạ. Đế cao là 29 ạ, giá 100 ạ. Tiếp theo là cái mã 62 ạ. Cây 62 này giá 120 ạ. Cái hoành của nó vị trí này là 24 ạ. Cao là 59 ạ. Đế cao 35 ạ. Tiếp theo là cái mã 63 ạ. Cái mã 63 này giá 100 ạ. Cái hoành của nó vị trí này là 19 ạ. Cao là 61 ạ. Đế cao 35 ạ. Tiếp theo là cái mã 64 ạ. Mã 64 thì giá cũng 100 ạ. Cái hoành vị trí này là 22 ạ. Cao 72 ạ. Đế cao 38 ạ. Tiếp theo là cái mã 65 ạ. Cái mã 65 cũng 100 ạ. Hoành nó vị trí này là 21 ạ. Cao là 70 ạ. Đế cao 35 ạ. Giá cũng 100 ạ. Rồi tiếp theo là lên combo nha. Tiếp theo combo cái mã 66 ạ. Mã 66 3 cây 200 ạ. Rồi tiếp theo là cái mã 67. Mã 67 là 3 cây 200 ạ. Rồi tiếp theo là cái mã 68. Cái mã 68 cũng 3 cây 200 ạ. Rồi. Khá đẹp. Cái mã 69 là 10 cây. 69. 10 cây 600 nha. Rồi cái mã 69 là 10 cây 600 ạ. 2 4 6 8 10. Rồi. Cái 70. Rồi, cái mã 70. Cái mã 70 này là 10 cây 500 gữ. Cây 550. Rồi. Rồi, tới 71. Cái mã 71. 2 4 6 8 10 12 cây. 12 cây này thâm lý với giá 500 ạ, bao ship luôn ạ. 512 cây. Rồi. Xin chào Lim và chào tất cả anh em, mong anh em thương và tiếp tục ủng hộ cho vườn mình ạ. Thật lòng cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn chị Thúy Phượng nha. Mến chào bà con, chúc bà con mình xem clip rất là vui vẻ. Hy vọng bà con mình thật nhắn chú ủng hộ nhà vườn nha. Bye bye bà con. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip kế tiếp ạ.